Tập 6. Ngọc Nhi, muội cần phải tuân theo chỉ lệnh của sư phụ, lăn tảng đá lớn này qua ngọn núi đang đối diện chúng ta, đồng thời phải đụng trúng chuông sám hối. Nhớ kỹ, tiếng chuông nhất định phải lớn, giả lại nó phải vang đến hải sa cung. Một canh giờ sư phụ phải nghe thấy 3 lần. Muội nghe rõ chưa? Huynh đỡ hơn chưa? Chúng ta ở đây lâu như vậy, không may người của Hải Sa Cung đuổi theo đến đây thì sao? Louis cô nương, tôi có mấy lời nén trong lòng, có thể nói với cô không? Huynh có chuyện gì cứ nói đi. Nè Louis cô nương, cô có lo cho tôi không? Tất nhiên rồi, nếu không tôi đâu có hầu hạ huynh như người hầu vậy. Còn sợ huynh gặp chuyện bất tiện. Tại hạ đúng là người có phúc. Huynh đó, vậy mà huynh còn cười được sao? Nếu như có thể hàng ngày đều được ở bên cạnh cô nương, đổi lại tôi hầu hạ cô sống kiếp trâu ngựa, tôi cũng cam lòng. Tôi không cần huynh làm trâu làm ngựa. Nếu như hàng ngày huynh đều có thể nói những câu đó với tôi đã thấy mãn nguyện rồi. Ý tôi nói là, nếu Thiên Hành có thể lấy được Louis cô nương, nhất định sẽ quý trọng cô, đối xử tốt với cô. Rất tiếc có ai đó không nghĩ như vậy. Chẳng lẽ trong thâm tâm của Louis cô nương đã có ý trung nhân rồi sao? Ý trung nhân? E rằng huynh ấy không xem trọng tôi. Là Tàng Phong phải không? Louis cô nương, nếu người đó là tôi đây, tôi dù vì cô đầu rơi máu chảy, tôi cũng cam lòng. Thi Hành, để thế sao, cô đỡ hơn không? Vẫn là một màu đen. Tàng Phong, thuốc giả do ả đưa liệu có phải là giả không? Không thể như vậy. Vậy tại sao mắt của Thiên Hành vẫn chưa hồi phục? Thiên Hành, mắt của huynh không thể kéo dài thời gian nữa. Không chừng huynh đưa A Bảo về lập được công lớn, quan Ngự Thiên nhất định sẽ tìm cách cứu huynh thôi. Tôi nghĩ không cần ở lại đây nữa. Về chuyện này giao cho người khác thì tôi không yên lòng. Hay là để đích thân tôi đưa A Bảo về? Thiên Hành, bây giờ cặp mắt của huynh bất tiện, làm sao đưa A Bảo đi về được? Hay là chúng ta giúp người giúp đến cùng, đưa họ về đi. Tôi không muốn gặp quan Ngự Thiên. Lúc đầu lúc chúng ta dẫn A Bảo đi, tại sao huynh nói huynh không muốn gặp quan Ngự Thiên vậy? Trước kia không có Thiên Hành, nhưng bây giờ có Thiên Hành, tôi nghĩ cứ giao cho cậu ấy được rồi. Nhưng mà bây giờ Thiên Hành không tiện đi lại, chúng ta làm theo kế hoạch ban đầu đi. Louis cô nương, cô đừng làm khó Tàng Phong nữa. Tôi hiểu nỗi khổ của huynh ấy. Hai vị cứ yên tâm, tôi sẽ thay hai vị đưa A Bảo về Chí Tôn Minh. A Bảo. Thiên Hành, Tạng Phong, huynh nhẫn tâm như vậy sao? Tất nhiên tôi không cho họ bỏ đi như vậy.
tôi sẽ tiễn họ đi cho đến cổng Chí Tôn Minh. Đa tạ. Thiên Hành, đã đến Chí Tôn Minh, huynh đệ chúng ta phải chia tay rồi. A Bảo, bây giờ con đã an toàn. Chờ một lát, Thiên Hành ca ca sẽ đưa con đi gặp cha của con. Con phải ghi nhớ, làm người làm việc phải không thẹn với lương tâm của mình, con biết không? Con sợ. Con sợ cái gì? Đây là nhà con mà có gì phải sợ? Tất cả mọi người trong đó con đều không quen biết, làm sao biết họ có ăn hiếp con hay không? Những người trong đó không ai dám ăn hiếp con đâu. Con thấy đó, trước kia chính chúng ta cũng không quen nhau, chẳng phải bây giờ chúng ta đã thân nhau hay sao? Tàng Phong, tôi nghĩ chúng ta nên đưa A Bảo vào trong đó, có người quen bên cạnh nó sẽ yên tâm hơn. Louis tỷ nói cái lý lắm, thúc đưa con vào trong đó nha. Thi Hành ca ca là huynh đệ kết nghĩa của ta, nhất định sẽ bảo vệ cho con, được không? A Bảo, cậu đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ cho cậu. Đi đi. Thiên Hành, Quynh có sao không? Mặt của tôi. Để thế sao? Có phải chất độc tái phát không? Làm sao để Tàng Phong? Tôi không sao, tôi còn chịu đựng được. Sư phụ tôi nhất định sẽ có cách giúp tôi giải độc. Hay là như vậy Lưu Y, chúng ta đưa cậu ấy vào trong. A Bảo. Thiên Hành, Quynh vào trong trước đi. Tôi nghĩ Quan Ngự Thiên nhất định sẽ trị khỏi cặp mắt của Quynh. Phải đó Thiên Hành, nghỉ ngơi cho khỏe. Hai người ở đây chờ tôi một lát. Đi. Đồ Nhi thỉnh an sư phụ. Để người ta dắt vào đây, không giống tác phong của con. Đồ Nhi không dám giở trò trước mặt sư phụ, chẳng qua vì chuyện hệ trọng cho nên buộc con phải qua mặt mọi người. Con qua mặt ai vậy? Là Louis và con trai của Yến Trung Dương, Yến Tàng Phong. Con trai Yến Trung Dương? Đúng vậy. Lần này đúng là con đã lập công lớn rồi. Đồ Nhi vẫn còn một chuyện quan trọng khác cần bẩm báo với sư phụ. Nói đi. Yến Tàng Phong có dẫn theo một đứa bé, hắn nói là máu mủ của sư phụ. Máu mủ của ta? Đúng vậy. Ta có máu mủ với ai, từ khi nào vậy? Tuy là chuyện này xảy ra đột xuất, nhưng Đồ Nhi tìm thấy trong người của đứa bé đó chiếc khăn tơ lụa chuyên dụng của sư phụ. Còn nữa, Hải Sa Cung từng phái người đuổi theo giết cậu ấy, bị con đánh đuổi. Đi gọi Tư Ma Thiên đến đây. Rõ. Minh chủ, đứa bé đang đứng đây thật ra có phải là con ruột của ngài hay không? Quả thật là rất đáng nghi ngờ. Sao quên nói vậy? Không có bằng chứng. Vậy tại sao trong người của nó lại có chiếc khăn tay của minh chủ? Chẳng qua chỉ là một chiếc khăn tay mà thôi. Này cậu bé, từ đâu cậu có chiếc khăn tay này? Do mẹ tôi cho tôi. Mẹ tôi nói là do cha tôi cho mẹ tôi. Mẹ cậu còn để lại thứ gì không? Vẫn còn một ngọc bội. Mẹ tôi nói là báo vật gia truyền đó. Ngọc bội? Mau cho ta xem. Cậu tên gì vậy? Tôi tên A Bảo.
Nhà cậu ở đâu? Nhà tôi ở Tam Giang Khẩu. Vậy mẹ cậu tên gì? Mẹ tôi tên Nguyễn Ngọc Trúc. Nguyễn Ngọc Trúc? Cô ấy đâu rồi? Mẹ tôi chết rồi. Chết rồi? Ngọc Trúc, miếng ngọc bội này chứng minh tình cảm ta dành cho nàng mãi không thay đổi, cũng là bảo vật gia truyền của ta, sau này còn phải truyền cho con trai của ta nữa. Ngọc lộ bằng thêm hiểu sương ý, trúc thanh tiêu nhiên không lưu thanh. Thật không ngờ câu này lại linh nghiệm như vậy. Ông, tại sao ông biết đọc bài thơ mà mẹ tôi thường đọc vậy? Tại vì tại ta là cha của con. Minh chủ, đây chẳng qua là miếng ngọc bội bình thường mà thôi. Sao còn lại nói như vậy? A Bảo quả nhiên là con trai của ta. Còn để ta ngắm con cho kỹ. Sao con không gọi ta bằng cha vậy? Cha. Ngoan, ngoan. Con ngoan lắm. Con ngoan lắm. Thiên Hành, con có công hộ tống thiếu chủ, ta sẽ ban thưởng cho con. Đồ Nhi thật sự không dám nhận. Thật ra người hộ tống thiếu chủ đến đây đang đứng chờ ngoài điện. Đây là đại công của mình con. Xin hỏi sư phụ, nên xử lý thế nào? Cứ tạm giam hắn vào trong đại lao, tự ta sẽ tính toán. Tư Mã Thiên. Dạ. Chuyện này do cậu phụ trách. Nếu như họ chạy thoát, ta sẽ hỏi tội cậu. Tuân lệnh. Con cũng lôi xuống đi. Hai vị, hôm nay đúng là một ngày vui mừng. Minh chủ đã nhìn nhận thiếu chủ, kêu tôi đến đây mời hai vị vào phòng luyện công của ông ấy. Vậy chúng ta đến đó mau. Chẳng phải nói phòng luyện công chỉ có Quan Ngự Thiên mới vào được hay sao? À, thiếu chủ yêu cầu được gặp hai vị, cho nên minh chủ đồng ý. Phiền hai vị để lại kiếm ở đây rồi đi theo tôi. Vậy Thiên Hành đâu? Nhậm điện chủ trúng độc khá nặng, lát nữa hai vị vào trong sẽ biết ngay. Yến Tàn Phong, ngươi và cha ngươi đều đáng chết như nhau. Ngươi đâu? Giải vào địa lao. Dạ. Dạ. Ah!
Phong đi qua. Ngươi là đồ hèn, đừng chi với ta một trận. Nếu không, nếu không đủ chung tiền ta sẽ không tha. Người này là ai? Nghĩa phụ đã che giấu chuyện này, chắc chắn có dụng ý. Mặc kệ hắn là ai, mình cứ lo chuyện của mình thôi. Một ngày rồi, Ngọc Nhi vẫn giống chùa. Đệ tử đã làm theo chỉ thị của ngài, ngày đêm theo dõi ả. Vậy nó có ăn cơm không? Đệ tử đã mang đi, nhưng mà ả không chịu ăn. Đệ tử cũng như tâm trạng của ngài, quan tâm đến sức khỏe của ả. Quýt còn cười sao? Không chừng ngày mai chúng ta bị chém đầu đó. Tôi đang cười bản thân mình, tại sao lại khờ như vậy? Ngang nhiên không có cơ hội phản đòn. Chuyện này không thể trách Quýt. Có trách thì trách tên Tư Mã Thiên đó. Hắn đúng là gian xảo thật. Kể cả tôi cũng mắc lừa. Không, tại tôi chưa đủ kinh nghiệm giang hồ. Chỉ có điều, không ngờ tôi lại chết thê thảm, không còn sức chống đỡ gì hết. Quýt trách tôi đi. Nếu trước đó tôi không thúc giục Quýt đến đây thì Quýt đã không lâm vào cảnh này. Không, cô đừng nói vậy. Trong chuyện này không có chút quan hệ với cô. Với lại do tôi đã lôi cô vào cuộc. Nếu tôi thật sự có thể chết chung với Quýt, xem như là ông trời đã ban ân huệ cho tôi đó. Đừng nói chuyện khờ dại. Cô đang tuổi thanh xuân, cô chết chung với tôi có gì đâu mà tốt. Sống không dời, chết bên nhau. Tình cảm tôi dành cho Huynh, không lẽ đến giờ Huynh cũng không hiểu sao? Tôi thật sự không hiểu Quan Cự Thiên kia sao lại phát hiện thân phận của tôi được. Chẳng lẽ là Thiên Hành? Tôi nghĩ Huynh ấy không phải hạng người đó đâu. Phải, tôi cũng không tin cậu ấy là hạng người đó. Chúng tôi là huynh đệ hơn 10 năm. Tôi càng không tin cậu ấy có thể làm hại tôi. À, cô đừng lo lắng, cô sẽ không sao đâu. Cô và Quan Ngự Thiên không hề thù oán nhau. Giá lại cô còn đưa A Bảo về đây. Thật ra tôi đã phát hiện từ đầu, Thiên Hành, cậu ấy rất thương cô, cho nên tôi tin rằng cậu ấy sẽ giúp cô. Nếu như không thể cứu thoát Quynh thì tôi cũng không sống một mình đâu. Cha, con xin cha, cha đừng giết Tàng Phong thúc thúc và Lưu Y tỷ tỷ có được không? Chuyện này cho con nghe thấy rồi sao? Trời ơi, sao Quan Ngự Thiên ta lại có đứa con trọng tình trọng nghĩa và mềm lòng như con vậy hả? Phong thúc thúc và Lưu Y tỷ tỷ là người tốt, con xin cha đừng làm hại họ có được không? Thôi được, cha sẽ không giết họ. Ủa, thật vậy sao cha? Tất nhiên là thật rồi. Cha là Võ Lâm Minh Chủ, có lý nào lại nói dối được chứ? Vậy tại sao cha vẫn phải giam giữ họ lại? Cha bắt nhốt họ chỉ là một cách làm thôi. Bất cương thì bất quai, bất phạt thì bất chấn, bất nghiêm thì bất dụng. Ý của cha muốn nói, cha phải trọng dụng Tàng Phong ca ca. Ta muốn hắn góp sức cho ta. Nếu ta không gây sức ép cho hắn thì làm sao hắn chịu bán mạng cho ta? Nói chung là sau này một ngày nào đó con ngồi lên vị trí này thì con sẽ hiểu được đạo lý này thôi. Nghe chưa? Ai?
Thiên Hành ca ca, cha tôi đồng ý không giết Tàng Phong ca ca và Lưu Y tỷ tỷ rồi. Đó là do minh chủ độ lượng, thiếu chủ cần phải noi gương mới đúng. Thiên Hành, có chuyện gì vậy? Đồ Nhi xin ý kiến minh chủ nên xử lý Lưu Y thế nào và Yến Tàng Phong nữa. Về chuyện của Lưu Y, ta không khiến con thất vọng đâu. Còn Yến Tàng Phong thì sao? Những gì con vừa nghe thấy, nó sẽ là như vậy. Lưu Y, minh chủ chúng tôi muốn gặp cô, mau đi theo tôi. Nè, tại sao minh chủ của các người đều gặp cô ấy vậy? Mắc mớ gì tới ngươi? À, nè Tàng Phong, huynh yên tâm, tôi và Quan Ngự Thiên không có thù oán gì, hắn không làm hại tôi đâu. Không chừng tôi xin hắn tha cho huynh, huynh có thể tránh được cái chết. Lưu Y, con người của Quan Ngự Thiên nham hiểm xảo trá, tôi chỉ đoán vậy thôi. Lát nữa cô đến đó, tự cô phải cẩn thận. Ừ. Đi đi. Lưu Y cô nương, tôi nghe tin sư phụ muốn gặp cô, cho nên chặn đường cứu cô. Chúng ta thoát mau, nếu không sẽ trễ mất. Không, tôi phải đi cứu Tàng Phong, cô thoát thì cùng thoát. Trong địa lao canh gác nghiêm ngặt, tôi sợ không may xảy ra chuyện gì, kể cả tính mạng cũng khó mà giữ nổi. Quynh chưa đi cứu, sao lại biết là không cứu được? Quynh không đi, tôi đi một mình. Lưu Y cô nương, tôi phải mạo hiểm bị Chí Tôn Minh giết mà cứu cô, không phải là muốn cô chết chung, mà muốn cô thoát khỏi đây. Cô cứ cố chấp như vậy, đối với tôi quá bất công. Nhưng tôi từng hứa với Tàng Phong, chúng tôi sống không rời chết bên nhau. Được, nếu cô đã nói như vậy, tôi sẽ đi xin sư phụ, xin người thả hai người đi, xem như không thể với huynh đệ của mình. Nhưng huynh đến cứu tôi, Quan Ngự Thiên đã biết rồi. Huynh đệ xin hắn như vậy có khác gì từ sao mình vào lưới chứ? Nếu phải xông vào địa lao, sau cùng cũng phạm tội chết, chi bằng tôi tự thú với sư phụ tôi. Tôi nghĩ không chừng sẽ có hy vọng thoát chết. Sao lại ra nông nổi này? Thực ra tại sao Quan Ngự Thiên lại biết vậy? Bây giờ không kịp giải thích nữa, tôi sẽ từ từ kể cho cô sau. Hay là gì, tôi đưa cô về phòng tôi trốn tạm trước, tôi lập tức tìm sư phụ tôi. Một khi có tin tức, tôi sẽ báo ngay cho cô biết, được không? Tại sao con phải quỳ? Đồ Nhi có chuyện muốn xin sư phụ. Chuyện của Lưu Y? Dạ. Chẳng phải ta vì con mà phối hợp với con để đóng tuồng anh hùng cứu mỹ nhân hay sao? Chẳng lẽ Lưu Y bỏ trốn thật rồi à? Không, Lưu Y như sư phụ đã đoán, không chịu đi khỏi. Vậy thì tốt rồi. Chính vì con không đành thấy Lưu Y bị giam trong địa lao, nên ta chịu ý con, cho con đưa ả về phòng giam lỏng. Có vấn đề gì không? Đồ Nhi muốn xin sư phụ làm chủ, cho con lấy Lưu Y làm vợ, tránh đêm dài lắm mộng. Thì ra là chuyện đó. Con đứng dậy đi. Chuyện đó không vội, sau khi hoàn thành đại sự, tự Lưu Y sẽ thuộc về con. Nhưng mà Thiên Hành, làm người không thể quá tham lam, hả? Dạ, con hiểu rồi. Thiên Hành, ta muốn cầu nói với Lưu Y, mang thực thần cơ của ả quy thuận Chí Tôn Minh của chúng ta. Chuyện đó con từng nhắc với Lưu Y rồi, nhưng cô ấy cương quyết không chịu. Lúc này khác, lúc xưa khác. Nay Yến Tàng Phong đang nằm trong tay của chúng ta. Đồ Nhi biết phải làm sao rồi. Chỉ có điều, nếu như chúng ta bắt được Yến Tàng Phong, liệu chúng ta có nên tìm cơ hội đi giết hắn hay không, tránh thả cọp về rừng? Chuyện này tự ta có sắp xếp. Dạ. Ta còn nghi ngờ thực thần cư không đơn giản như mọi người đã nghĩ về nó đâu. Ý sư phụ là
Thất Tuyệt Cầm có thể phá hủy tất cả đã thất lạc từ lâu. Theo như tin tức cho biết, Thực Thần Cư và Thất Tuyệt Cầm có mối quan hệ rất lớn. Nếu cho ta có được Thất Tuyệt Cầm, muốn đánh bại Hách Liên Bá sẽ dễ như trở bàn tay. Thất Tuyệt Cầm. Chuyện đó con không cần lo, con nên làm xong chuyện này trước đi. Dạ, đồ nhi nhất định hết lòng vì sư phụ. Ừ. Quan Ngự Thiên nói sao? Tôi đã hết lời rồi. Cô là người ngoại cuộc, sư phụ đồng ý thả cô đi. Cô tranh thủ đi ngay đi, tránh ông ấy thay đổi ý kiến. Vậy còn Tàng Phong? Tàng Phong không đi, tôi cũng không đi. Về chuyện của Tàng Phong, có nói sao sư phụ cũng không chịu. Tôi cũng đành bó tay. Nhậm Thiên Hành, thật ra huynh có cứu Tàng Phong không? Hay là huynh giống không muốn cứu Tàng Phong? Louis cô nương, ý của cô là sao hả? Không lẽ cô nghi ngờ tôi bán đứng cô sao? Đến nay tôi vẫn nghĩ, tại sao Quan Ngự Thiên lại biết thân phận của Tàng Phong? Cô nghĩ xem, Chí Tôn Minh là chỗ như thế nào? Đâu đâu cũng có tay mắt của sư phụ tôi. Chính phi yến kiếm pháp của huynh ấy đã đồn tới tay của sư phụ, vốn không cần đánh cũng khai. Louis cô nương, cô làm vậy là sao? Tôi không cần biết huynh nói thật hay nói dối. Tôi chỉ hy vọng huynh cho Tàng Phong được sống. Tàng Phong là huynh đệ kết nghĩa của tôi, cô tưởng tôi không muốn hay sao? Tôi đã cố hết sức đi tìm sư phụ rồi, nhưng sư phụ của tôi đã ra lệnh cho thuộc hạ nói xin tha cho Tàng Phong sẽ chết. Louis à, tôi đã mạo hiểm mạng sống đi tự thú, sao cô không hỏi han tới sư phụ sẽ trừng phạt tôi thế nào? Tại sao trong thâm tâm cô, tôi và Tàng Phong lại một trời một vực như vậy? Thiên Hành, xin lỗi, tôi thật là tôi không thể chứng kiến Tàng Phong chết như vậy. Tôi hay là gì, tôi không muốn giấu cô nữa. Thật ra sư phụ tôi có điều kiện mới thả Tàng Phong, chỉ sợ cô không đồng ý thôi. Sao tôi không đồng ý chứ? Cô nói mau lên. Đó là Thực Thần Cư của cô, phải mau quy thuận Chí Tôn Minh. Kêu Thực Thần Cư của chúng tôi cấp sức cho Quan Ngự Thiên, không thể như vậy được. Trong Thực Thần Cư chúng tôi có rất nhiều anh hùng hào hán ra vào, tôi mà quy thuận Quan Ngự Thiên có khác gì trở thành trò cười của người ta. Sư phụ tôi muốn Thực Thần Cư góp sức cho Chí Tôn Minh, đó là điều đương nhiên. Nếu như cô đồng ý với điều kiện trao đổi đó, Tàng Phong sẽ có hy vọng sống sót. Tại sao Quan Ngự Thiên có đòi sở hữu Thực Thần Cư cho bằng được vậy? Sư phụ tôi đã nói, Thực Thần Cư là nơi tập hợp hào kiệt thiên hạ. Nếu Thực Thần Cư có thể dùng khẩu vị để nắm bắt thực khách, sau khi gia nhập Chí Tôn Minh vẫn có thể lấy lòng của thiên hạ. Đối với việc khuếch trương bá nghiệp, thống nhất võ lâm của Chí Tôn Minh chúng tôi vô cùng quan trọng. Giả lại... Giả lại thế nào? Sau khi cô quy thuận Chí Tôn Minh, trong vòng 5-3 năm không được gặp mặt Tàng Phong. Cô vừa nói gì vậy? Sao không được gặp Tàng Phong? Đừng nói là 5-3 năm, cho dù 5-3 ngày tôi cũng không chịu được. Sao quy thuận Chí Tôn Minh không được gặp Tàng Phong vậy? Louis cô nương, tôi biết cô sẽ rất đau khổ, nhưng mong cô nghĩ lại. Sau khi cô quy thuận Chí Tôn Minh, cô phải có địa vị trên cả đường chủ. Và Yến Tàng Phong là con của phản tướng trong Chí Tôn Minh. Nếu cô gặp gỡ huynh ấy, với tính đa nghi của sư phụ tôi, ông ấy sẽ nghĩ thế nào? Tôi phải ở bên Tàng Phong, bất chấp người ta nghĩ sao? Không may sư phụ của tôi nghi ngờ lòng trung thành của cô, sau đó giết chết cả hai người. Cô làm như vậy có khác gì hại Tàng Phong chứ? Louis, chúng ta làm như vậy tất cả đều muốn tốt cho Tàng Phong. Tôi hy vọng hảo huynh đệ của tôi có được cuộc sống yên lành. Càng hy vọng hai vị có hạnh phúc mỹ mãn. 5-3 năm qua nhanh lắm, còn sống thì còn hy vọng, đúng không? Chúng ta làm như vậy để giúp Tàng Phong là xứng đáng.
Chỉ cần có thể cứu Tàng Phong, mọi chuyện không đáng kể. Ý của cô là cô sẽ đồng ý? Nhưng Quỳnh hứa với tôi, cho tôi gặp Quỳnh ấy lần cuối. Không phải Quỳnh nói Quan Ngự Thiên đồng ý tha cho tôi sao? Tôi không còn là tội phạm nữa, có gì phải tránh né chứ? Đây cũng là điều kiện của tôi. Được, tôi sẽ lập tức sắp xếp. Thiên Hành, cặp mắt của Quỳnh hồi phục nhanh đến khó tin. Có lẽ do sư phụ tôi nội công cao nên đã điều trị khỏi. Lui cô nương, cô không sao chứ? Quan Ngự Thiên đã thả tôi. Vậy là tốt, do Thiên Hành giúp đỡ phải không? Nhưng tôi phát hiện Nhậm Thiên Hành có vấn đề không ổn. Miễn sao cô bình an, mọi chuyện đều không quan trọng. Cô bị sao vậy? Tôi chỉ muốn được nhìn Huynh cho kỹ hơn thôi. Nhìn đi, có lẽ ngày mai sẽ không nhìn thấy nữa. Không, Huynh cùng người mình yêu thương phải trăm năm hạnh phúc, chung sống bên nhau đến cuối đời. Chỉ tiếc tôi không thể chúc phúc cho Huynh. Lưu Y cô nương, tại sao cô lại nói vậy? Lẽ ra câu này nên do tôi nói với cô mới phải. Không, từ nay về sau tôi sẽ không còn hạnh phúc. Lưu Y cô nương, thật ra cô bị sao vậy? Cô nói đi. Gọi tên Lưu Y có được không? Đây là lần đầu tiên tôi thật lòng với một người. Lưu Y. Xin lỗi Huynh, tôi nhất định phải phản bội lời hứa của mình. Nhưng tôi hy vọng Huynh hiểu rằng tôi không muốn như vậy đâu. Lui, Tàng Phong nói thế nào? Lui, cô yên tâm, tôi sẽ lo lắng cho cô. Tôi không cần người lo lắng. Cho dù sau này Quỳnh ấy có ở bên cạnh tôi vẫn không bao giờ quên Quỳnh ấy đâu. Vậy sao? Đêm khuya rồi, cô về phòng nghỉ ngơi đi. Hy vọng không ai biết cô từng tới thăm Tàng Phong, nếu không sẽ khó xử cho tôi lắm. Hiền Điệt, bọn họ đã làm khổ cô, lát nữa ta sẽ trừng phạt họ. Quan Ngự Thiên, bây giờ tôi đã là tù binh của ông rồi. Ông muốn chém muốn giết thì cứ tự nhiên, đừng có giả vờ. Ý... họ ý kia, người nên biết điều một chút đi. Nè, không được nói bậy. Hiền Điệt, đây hoàn toàn là sự hiểu lầm. Tôi hoàn toàn không thấy hiểu lầm. Tôi là con trai của Yến Trung Dương, cựu tạ sứ của Chí Tôn Minh, là đứa trẻ mồ côi thoát chết từ trong tay của ông. Chẳng lẽ tôi nói sai hay sao?
Con nói không sai, nhưng ta không có ý giết họ đâu. Con nghĩ xem, cha con được xếp sau ta trong chí tôn minh, lòng tin và trách nhiệm ta giao cho ông ấy lớn chừng nào, có lý nào ta phải giết cả gia đình con chứ? Nhưng theo như tôi được biết, nó lại hoàn toàn khác. Nghe người ta nói không đáng tin đâu. Năm xưa cha con mất tích, lòng ta nôn nóng không ngừng tìm kiếm ông ấy. Mặt khác phải lo sắp xếp cho mẹ con, nhưng không biết là kẻ gian nào lại xúi dục hai mẹ con, khiến gia đình càng thêm hiểu lầm ta, hại gia đình phiêu bạt giang hồ, khiến ta có lỗi với Yến Tả Sứ, càng có lỗi với hai mẹ con. Ngươi quỳ xuống cho ta. Minh chủ, thuộc hạ không biết đã phạm tội gì. Lúc nào ngươi cũng ganh tị với Yến Thằng Phong, chuyện đã qua rồi, ta không tính với ngươi nữa. Không ngờ vẫn còn đòi trả thù con cháu ta. Cậu biết ta đang tìm nó, tại sao còn bắt nhốt nó, không cho ta gặp nó hả? Tôi quỳ xuống. Thuộc hạ biết tội, Minh chủ khai ân. Ê, đừng quỳ ta, quỳ nó kìa. Sao vậy? Đợi đã, tôi không cần hắn quỳ. Không sao, cứ cho hắn quỳ đi. Cũng may do Thiên Hành đến xin ta, cho nên ta mới biết người đưa A Bảo về đây là con. Con có biết ta vui mừng đến chừng nào không? Thà ta không có A Bảo cũng phải tìm lại máu mủ của Yến Tả Sứ cho bằng được. Nếu không, ta đâu còn mặt mũi đi gặp ông ấy hả? Tàng Phong, do Louis nhờ để cứu huynh, nếu không để không dám cho sư phụ biết chuyện này đâu. Không ngờ sự thật hoàn toàn khác. Thì ra sư phụ đệ không có ý muốn giết huynh, ngược lại còn nôn nóng được gặp huynh nữa. Nhưng tại sao người này lại biết thân phận thật của tôi? Tên của con gạt được người ta, nhưng kiếp pháp của con thì không thể được. Đúng vậy Tàng Phong, lúc huynh giáp trận với người của Hải Sa Cung, chính huynh đã sử dụng phi yến kiếm pháp, bị tai mắt của Chí Tôn Minh báo lại với Từ Mã Hữu Sứ. Tất nhiên huynh ấy biết huynh là ai rồi. Huynh nghĩ xem, hắn từng là cộng sự của cha huynh nhiều năm trời, bộ kiếm pháp đó làm sao qua mặt hắn được. Thật không ngờ chính kiếm pháp của tôi đã bán đứng tôi. Hiền Điệt, con cứ yên tâm ở đây mấy ngày đi. Nói chung là A Bảo cứ đợi gặp con, để qua một thời gian sau ta sẽ rước mẹ con qua đây ở chung, xem như ta có thể trút bớt phần nào gánh nặng. Đa tạ tâm lòng độ lượng của Minh chủ, tôi và mẹ tôi đã quen với cuộc sống tự do tự tại rồi. Vậy thôi được, chuyện đó chúng ta để tính sau đi. À, ta chuẩn bị phòng cho con rồi, con cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi. À, có chuyện này tôi muốn hỏi ông. Hỏi đi. Louis đâu? Đi về rồi. Đứng dậy đi. Tạ Minh chủ. Các người có biết tại sao ta phải giữ chân hắn không? Đồ Di không biết, nhưng tin chắc sư phụ sẽ có dụng ý. Đúng vậy, ta phải lợi dụng hắn để đối phó Hải Sa Cung. Đồ Nhi hiểu rõ. Louis thế nào rồi? Louis đã hứa với con quy thuận Chí Tôn Minh, giả lại từ nay không gặp mặt Yến Tạ Phong nữa. Tốt, tuyệt đối không thể cho họ gặp nhau, nếu không kế hoạch của chúng ta sẽ gặp trắc trở đó. A Bảo à, con phải ăn thêm nữa nha. Nếu con không thấy hợp khẩu vị, ta lập tức thay đầu bếp khác. Con đồng ý không? Cha, tại sao chúng ta không ra ngoài ăn chung với mọi người vậy? Ăn trong này con thấy không có vui. Thân phận của con hiện giờ hoàn toàn khác rồi. Chí Tôn Minh, ngoài ta ra con là lớn nhất, có lý nào lại ăn chung với đầy tớ chứ? Giả lại phải tạo sự bí ẩn, khiến người ta không thể nắm bắt được con, vì vậy họ mới sợ con. Con hiểu không? Không hiểu. Sao ăn bữa cơm cũng phức tạp như vậy? Sau này những thứ con cần học còn nhiều lắm. Ta dự tính chờ sau khi con lên chức đường chủ, bắt đầu truyền võ công cho con.
để con cũng lợi hại như cha vậy. Đường chủ, thế nào gọi là đường chủ? Đường chủ có nghĩa là ai khiến con không hài lòng, con có thể giết họ ngay. Không được, vậy con không làm đường chủ đâu. Tại sao vậy? Tại vì Tàng Phong thúc thúc nói không được hại người, cho nên chuyện đánh nhau giết người con không có làm đâu. Vậy con nghe lời cha hay là nghe lời Tàng Phong thúc thúc của con vậy? Con cảm thấy Tàng Phong thúc thúc nói rất có lý. À, Hiền Điệt, con sống tại đây có quen không? Ở đây có gì đâu mà quen hay không quen. Hôm nay tôi đến chào từ biệt con. A Bảo, con có vui không? Ừ. Vì ta yên tâm rồi. Tàng Phong thúc thúc đừng đi về, thúc ở lại đây với con đi. Ê, A Bảo, Tàng Phong thúc thúc đã vắng nhà được một thời gian rồi, có lý nào con lại giữ chân thúc thúc ở lại đây chứ? Ừ. À, mời. 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 Con có nghe kể về Hải Sa Cung không? Hải Sa Cung liên quan gì đến cha tôi? Năm xưa ta phái cha con đến đó khuyên phục thần quả giáo, hai bên bất đồng ý kiến rồi ác chiến nhau. Cha con đã giết giáo chủ thần quả giáo, phu thê bái đình, nhưng lại bị Hách Điên Bá dẫn người đến bao vây rồi tấn công cha con. Cho dù cha con có thần dũng, nhưng trong tình huống gần như kiệt sức, cho nên không phải đối thủ của họ. Hách Liên Bá là huynh đệ kết nghĩa của Bái Đình, lấy danh nghĩa là trả thù cho Bái Đình, thực tế là dùng kế mượn đao giết người. Nghe nói con và Bái Ngọc Nhi là bạn thân, có đúng vậy không? Bái Ngọc Nhi chính là con gái của Bái Đình. Ngọc Nhi là con gái của Bái Đình à? Đúng vậy.